Với những ai đam mê tựa game Liên Quân Mobile thì chắc hẳn là Thảo Nari là một cái tên không hề xa lạ. Nữ streamer này có ngoại hình xinh đẹp và lối nói chuyện vô cùng vui vẻ, hồn nhiên. Mỗi lần lên sóng là cô ấy lại thu hút hàng chục nghìn người theo dõi và tương tác. Ngay sau đây chúng tôi sẽ gửi tới các bạn cuộc trò chuyện thú vị với hot streamer này. Kính chào quý vị và các bạn, trong chương trình talk show tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một trong những nhân vật nổi tiếng bậc nhất trong làng Liên Quân Mobile Việt Nam. Một trong những người được mệnh danh là Nancy phiên bản Việt, đó chính là Thảo Nari. Xin chào Thảo Nari. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thảo Nari, rất vui vì hôm nay được đến đây để trò chuyện và giao lưu với mọi người. Cảm ơn Thảo Nari đã nhận lời tham dự với chương trình talk show tuần này và hy vọng rằng là những câu chuyện mà Thảo chia sẻ sắp tới sẽ đem lại nhiều cảm hứng hơn đối với tất cả quý vị khán giả, giải đáp những thắc mắc của nhiều khán giả là những fan hâm mộ của Thảo Nari chẳng hạn. Trước tiên thì có lẽ là xin được hỏi Thảo Nari là không biết là vì đâu mà bạn bước vào theo đuổi con đường streamer nhỉ? Thật ra thì bình thường là người ta sẽ có một cái câu chuyện nào đấy bước vào một cách kiểu nghe nó hay hơn chút. Nhưng mà ví dụ như mình thì mình xin được phép kể một chút, đó là trước khi mình bước vào con đường streamer ấy, thì mình lúc đấy là mình rơi vào trạng thái là mình không có hướng đi. Vì trước đó là mình vừa trải qua một biến cố trong chuyện tình cảm. Mình là một con người dễ bị ảnh hưởng ấy, cho nên là sau cái biến cố chuyện tình cảm ấy là mình bị mất hướng đi. Xong rồi trong suốt một tháng ấy mình không biết mình sẽ làm gì cả. Thì vô tình thì đúng trong cái lúc mà cảm thấy mình kiểu cảm thấy là không biết là phải làm gì, thì tự nhiên là xem được một cái live stream của một chị. Chị là đàn chị trong nghề cùng công ty với mình. Và lúc đấy thì mình với chị đang làm công việc này và mình nghĩ là bây giờ mình đang không có việc gì làm, mình không biết là mình có nên thử không ấy. Thế là mình đã quyết định liên lạc và được chị giúp đỡ. Và chị đã giới thiệu mình vào công ty. Thì đó là bước đầu tiên là mình làm quen với nghề đấy, là mình được chị giới thiệu. Vậy thì sau một khoảng thời gian theo đuổi con đường streamer này thì không biết là Thảo Nari cảm thấy điều gì thú vị nhất khi mà làm nghề ạ? Sau một quãng thời gian dài làm streamer thì mình nói thật là mình cảm thấy mình khác rất nhiều so với trước đây mình khá là rụt rè, nhưng khi mình làm nghề này thì mình đã trở thành một người năng nổ hoạt bát hơn này, dễ nói chuyện với mọi người hơn và mình cảm thấy mình nói nhiều hơn ngày xưa rất là nhiều. Cái lúc mà mới vào nghề ấy, mình cũng 50-50 lắm, tại vì mình cũng không nghĩ là liệu lúc đấy nghĩ là liệu mình vào mình có thành công không, liệu nó có phù hợp với mình không. Nhưng lúc đấy không hiểu sao mình lại nghĩ thế nào, mình lại tự nhiên mình thấy tự tin lắm. Mình bảo là thôi thử đi, mình nghĩ là mình sẽ có khả năng để mình thành công được trong nghề. Thế là quyết tâm hết sức, từ những buổi đầu tiên cho đến bây giờ mình vẫn luôn cố gắng. Và mình đã có thay đổi rất là nhiều, quen được nhiều người hơn và có thêm nhiều người yêu mến hơn. Các bạn lại quan tâm mình hơn ấy. Thật sự là đây là một quyết định đúng đắn của mình khi làm streamer. Thế thì bây giờ ngoài công việc này, ngoài cuộc sống, rồi những điều mà mình hay làm ra ấy, Thảo Nari có dành thời gian cho một sở thích gì đó đặc biệt hay không? Để mà nói nếu không làm streamer thì ước mơ của mình ấy, mình cảm thấy mình đam mê đó là công việc diễn xuất. Mình thì hiện tại thì cũng được thử sức trong sự diễn xuất rồi. Nhưng mà tương lai thì mình vẫn muốn là mình sẽ có thể có được nhiều cơ hội để thử thách cái khả năng diễn xuất của mình hơn. Cho nên ở nhà là hay ngồi xem phim để xong rồi ngồi trước gương để tự học, tự diễn lắm. Để trau dồi bản thân mình tốt hơn ý. Có lẽ Thành Nhiều muốn hỏi nhiều hơn về những dự định tương lai, về chuyên môn đi. Chuyên môn à? Về stream này. Rồi những thứ liên quan đến diễn xuất thì Thảo Nari có kế hoạch gì cụ thể không? Trong nửa cuối của năm nay thôi chẳng hạn. Hiện tại thì mình đang ép cân. Dự định của mình hiện tại bây giờ là đang ép cân và đạt được cái số cân mà mình cảm thấy là ok để mình có thể mình thấy là mình đẹp hơn, mình tự tin hơn ấy. Sau khi mình ép cân được ấy, mình nghĩ là mình sẽ đăng ký và tìm những cái cơ hội để casting thử vai để xem là mình có duyên, có may mắn nào không để xuất hiện trên phim truyền hình chẳng hạn.
Nói chung là học học nữa học mãi đúng không ạ? Chúng ta cũng đều biết rằng là cuộc sống của mỗi con người thì đều cần phải học và trau dồi thêm, đặc biệt đối với những người mà muốn giỏi giang hơn, muốn tốt hơn, muốn đẹp hơn thì đều phải học thêm nhiều nữa. Và chúng tôi hy vọng rằng là Thảo Nari sẽ sớm trở thành một trong những diễn viên truyền hình, và chúng tôi hy vọng là sớm được nhìn thấy Thảo Nari trên màn ảnh nhỏ đúng không ạ? Và chúc cho Thảo Nari sẽ có thật nhiều sức khỏe, sẽ luôn luôn xinh đẹp như thế này, sẽ đạt được số cân mà mình mong muốn, và công việc streamer của mình sẽ trở nên tốt hơn rất là nhiều, và được nhiều fan hâm mộ yêu quý hơn. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là những trải lòng, những tâm sự của Thảo Nari trong chương trình này sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về cô gái được mệnh danh là Nancy phiên bản Việt, rất xinh đẹp, rất tài năng. Và hy vọng rằng là cô ấy sẽ còn tiến xa hơn nữa trong con đường streamer và lĩnh vực diễn xuất của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay.